Nhật Tây Audio kính chào quý vị nha. Nhật Tây có một số mặt hàng đang có chương trình là thanh lý về cho tất cả quý vị. Chúng ta có một cái dòng sản phẩm loa karaoke mới nhưng mà giá rẻ, để quý vị chúng ta có điều kiện để tiếp cận với dòng sản phẩm này quý vị ha. Rồi, thì đây là mặt hàng mà Nhật Tây sẽ thanh lý trong ngày hôm nay. Tất cả là hàng mới 100%, hàng chưa qua sử dụng quý vị nha. Hay còn gọi là hàng tồn kho đi ha. Với những mặt hàng này thì nó còn mới hát hay, vẫn có chế độ là bảo hành là 12 tháng, giống như loa mới bình thường thôi. Nhưng mà quý vị chúng ta sẽ mua với cái mức giá là rẻ hơn. Và cụ thể những cái dòng loa đôi ở đây thì nó giá đâu đó khoảng tầm là 4 triệu mấy đến 5 triệu quý vị nha. Còn như những cái dòng sản phẩm loa bass 50 này, rồi loa 40 đứng này, rồi thậm chí là những mẫu loa cột đó. Đây, rất là nhiều mẫu loa và Nhật Tây sắp sửa sẽ tư vấn từng mẫu cho quý vị. Và quý vị lưu ý này, những mẫu sản phẩm này sẽ có những cái mức giá và Nhật Tây sẽ để lại ở trên cái phần mô tả riêng của những dòng sản phẩm đó ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại đây và cùng xem sản phẩm này. Đây là mẫu sản phẩm có tên gọi là NT4044 này. Quý vị lưu ý những cái mẫu này thì có số lượng rất là ít, thanh lý số lượng rất là ít, không có nhiều quý vị nha. Chỉ đâu đó 1-2 con, ví dụ như con này chỉ có 1, con này chỉ có 2 này. Còn thằng này thì duy nhất là chỉ có đúng một con này là có 3 con. Mỗi sản phẩm đều có một con duy nhất mà thôi ha. Rồi, trước tiên là mẫu NT4044. Đây là mẫu loa công suất lớn được tích hợp cho mình với 2 bass 40, có từ 140-51 và 4 trep 250. Kèm bên trên là hai cái micro không dây UHF tay nhôm, và tích hợp với mình cho mình với một cái bình ắc quy ở bên trong, bình ắc quy 14A ở bên trong. Bo mạch thì nó được nằm trên hông. Chốc lát nữa người ta sẽ hát karaoke và tiện thể sẽ quay cái bo mạch cho quý vị chúng ta xem ha. Còn thằng này á, là thằng phiên bản 4 trep thùng màu đen đi ha. NT4044 4 trep thùng đen lưới vàng ha, mặt nạ xám. Còn thằng này á là vẫn là NT4044, vẫn là loa 2 bass 40. Tích hợp cho mình với 4 trep, nhưng thằng này thì nó cao cấp hơn quý vị nhé. Và nó là tích hợp cho mình với 2 bass 40 này, cũng là từ 140-51 và 2 bass 2 trep 250 và 2 trep 350 ha. Kèm theo đó là một bộ micro cao cấp hơn và một cái bo mạch công suất lớn vẫn được nằm ở trên hông. Thì dòng sản phẩm này thì nó cao cấp hơn so với cái thằng loa 4 trep ở trên. Nó có tên gọi là NT4044 phiên bản vân gỗ, hàng cao cấp hơn ha. Quý vị chúng ta mua mẫu nào thì chúng ta nói mẫu đó để Nhật Tây biết ha quý vị. Con này là con 4 trép thùng đen, thằng này là 4 trép thùng vân gỗ. Đấy, giá bán thì như quý vị chúng ta thấy là Nhật Tây có để giá của từng phiên bản rồi. Còn đây là dòng sản phẩm có tên gọi là NT2022. Thằng này thì Nhật Tây có 3 con. Có 3 con với 3 màu, đen này, vàng này, xám này. Chỉ còn 3 con duy nhất ha. Và nó được tích hợp với 2 bass 40 ở bên trong nè quý vị nha. Trên này thì có hai loa chép 250, bass 40 vẫn là từ 140-51 và hai chép 250. Và trên đó là một cái bo mạch công suất lớn ha. Bo mạch công suất lớn nằm ở đây, rất là nhiều nút chỉnh. Và nó kèm cho mình với hai tay micro không dây, có một cái bình ắc quy 14A ở bên trong ha. Rồi, con này thì người ta sẽ có ghi lại cái giá bán mới và giá bán thanh lý là như thế nào luôn cho quý vị chúng ta sẽ cùng tham khảo. Tất nhiên là vẫn là hàng mới nhưng mà bán giá thanh lý thôi. Và trong một năm thì người ta chỉ có một đợt như thế này thôi. Còn đây là mẫu vẫn là NT2022. Mẫu này thì nó tương tự, vẫn là 2 bass 40 này quý vị. Vẫn là 2 trep, vẫn là bo mạch công suất lớn, vẫn là có hai cái micro đó. Và con này thì nó chỉ khác cái con loa trên là về cái bo mạch thôi. Quý vị lưu ý nè, chỉ khác về cái bo mạch thôi đó. Nên thành thử là chúng ta sẽ nhận biết rằng là cái con này thì chỉ có một con duy nhất thôi. Còn con trên này thì còn 3 con nha. 3 con, người ta thanh lý xả kho luôn. Bên đây là NT2022, phiên bản thằng này thì cao cấp hơn. Nó là phiên bản được tích hợp cho mình với 2 bass 40 đèn LED, có từ là 156 ha quý vị nha, từ 156. Ở đây thì nó được tích hợp với 2 bass 40 đèn LED nháy theo nhạc rất là đẹp. Và kèm theo đó là bên trên là 2 trep 450 quý vị nha, 2 trep 450 này. Một cặp micro tay nhôm UHF, micro xịn hơn so với các dòng sản phẩm còn lại. Con này thì có cái giá bán mới thì lên tới 9 triệu lần quý vị, 9 triệu lần ha. Và con này thì người ta đang thanh lý. Và giá bán thì người ta sẽ để lại trên cái phần mô tả có cái chữ hiện lên đó quý vị. Đây là bo mạch của nó, bo mạch thì cũng tích hợp cho mình đa năng hơn, công suất lớn hơn so với những thằng bo kia ha. So với những thằng bo kia, tức là con này là ngon hơn nhiều so với các con loa còn lại ha.
có Echo Reverb Debit Delay, rồi rất là dễ căn chỉnh. Bình ắc quy thì ở trong là tích hợp cho mình với bình 20A ha, cái gì nó cũng tốt hơn so với những sản phẩm loa còn lại. Bên cạnh loa đèn LED này thì Nhân Tây có cái phiên bản loa đèn LED của phiên bản 3 bass 30. Phiên bản đèn LED 3 bass 30 này thì được tích hợp cho mình 3 bass ở bên trong ha, 3 bass 30. Kèm theo đó là tích hợp cho mình với hai chép bên trên là hai chép 450 nhựa ha, hai chép 450, và có một cái cặp loa chép ở trên này rất là sáng luôn. Và đặc biệt á là nó được tích hợp cho mình với một cặp micro rất là đẹp, hát rất là hay, micro cũng xịn sò ha quý vị nhé. Và một cái bo mạch công suất lớn ở trên này. Bo mạch này thì cũng có hiệu ứng đèn LED nháy theo nhạc theo cái cột này, rất là đẹp luôn. Thì tóc lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sẽ cùng biết ha. Rồi, còn đây á là mẫu loa có tên gọi á là NT5050. Mẫu loa này thì mẫu loa tích hợp cho mình với 2 bass 50. Nó có các phiên bản tùy thuộc vào túi tiền của quý vị. Nếu như chúng ta mua mặt hàng này thì nó sẽ có các phiên bản là từ 8,5 triệu ha, từ 8,5 triệu dao động lên đến là 12 triệu. Con loa quý vị đang xem thì có cái mức giá là 12 triệu nha. Con này mà nhờ tay một hồi nữa hát là phiên bản 12 triệu. Còn thanh lý về giá còn bao nhiêu thì quý vị chúng ta sẽ cùng xem cái video. Rồi, 2 bass 50 này có từ 107 côn 65 ha. Hai chép đây là hai chép 450. Và hai loa bass 20 ở đây nữa ha. Đó là bass 20. Và kèm bên trong thì nhờ tay có gắn cái bộ mạch lọc phân tần, lọc đường tiếng cho tất cả quý vị luôn. Loa này thì cao cấp nhất ở trong đây. Ha, cao cấp nhất. Rồi, với một bo mạch công suất lớn với nhiều chức năng. Bo mạch này là cái bo mạch có cái công suất lớn và mới nhất trong thời điểm hiện tại ha. Người ta sẵn tiện thì thanh lý cho quý vị luôn, chứ loa này thì không phải là loa thanh lý đâu. Sẵn tiện thì sẽ bán cho quý vị chúng ta với một cái mức giá mềm, rẻ hơn. Và số lượng có hạn chỉ có một con duy nhất thôi ha. Được tích hợp bên trong là bình 30A nè quý vị nha. Và hệ thống âm thanh công suất lớn, hai micro cao cấp nè. Đó, quý vị chúng ta nhìn thấy. Mẫu loa này có tên là NT5050, 2 bass 50 quý vị nha. 2 bass 20 và 2 chép. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay qua mẫu này. Loa này phiên bản này thì người ta có hai con cần thanh lý. Một mới 100%, không có bị gì cả ha. Bởi vì thanh lý bỏ mẫu ha. Mẫu này thì người ta tiến hành là không có sản xuất mẫu này nữa. Nên là bỏ mẫu. Nên thành thử cho quý vị chúng ta chỉ còn hai con duy nhất mà thôi. Nó được tích hợp là 2 bass 50 ở trong này. Này. Đấy. Và mẫu ở trên thì nó có cho mình với bass 20 ở đây làm loa full, chép ở đây. Và loa này thì nó sẽ được gấp gọn và bỏ trong này, dễ dàng, rất là dễ dàng di chuyển. Kèm theo đó là cái bo mạch công suất lớn nằm ở đây, đa năng ha. Đấy, bo mạch công suất lớn và hai tay micro không dây. Thì như quý vị chúng ta thấy là cái mẫu loa này đó có tên gọi là NT có tên gọi là NT5252 tích hợp 2 bass 50 này, 2 bass full 20 này. Mẫu loa này có thể gấp gọn dễ dàng di chuyển này. Và nếu như chúng ta mua cái thằng loa này á thì với cái mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ từ 9 triệu 500 ngàn quý vị chúng ta đã mua được một sản phẩm này rồi. Còn cao cấp nhất là 12 triệu 500. Phiên bản này là phiên bản có cái giá thành là 11 triệu 500 này. Và khi quý vị mua sản phẩm này sẽ được giảm giá với một cái mức giá rất là đẹp, rất là tốt luôn. Chỉ còn về là 9 triệu 900 ngàn thôi. Rất là đẹp luôn quý vị nha. Và âm thanh cực kỳ hay, nó khác hẳn so với những cái loa mà nãy giờ quý vị chúng ta xem. Còn đây là cái phiên bản cao cấp hơn. Chúng ta sẽ đưa cái thằng này ra cho dễ. Đây, phiên bản này là phiên bản cao cấp hơn nè. Thằng này á thì nó giống thằng kia thôi. Nhưng mà các linh kiện ở trong á thì nó đều cao cấp hơn hẳn, bao gồm hai bass xịn hơn này, vẫn là 2 bass 50 từ 107 côn 65, nhưng mà bass tốt hơn quý vị nhé, bass tốt hơn. Vẫn là hai micro không dây đây, hai micro không dây đó, nhưng mà cái bo mạch của nó là nói lên là thằng này là cái dòng bo mạch công suất lớn. Bo mạch này thì giống như cái thằng loa 5050 bên kia, nhưng mà nó đánh ra công suất rất là khủng, âm thanh rất là hay. Kèm theo đó là cái bass full 20 này vẫn là bass tốt hơn, chép ở đây là chép 450. Phiên bản này á thì nếu mà bán mới quý vị nha thì nó lên tới 12 triệu luôn nha.
Còn bề nhựa tây thanh lý thì đâu đó chắc cũng khoảng là tầm khoảng là 10 triệu 500 ngàn bỏ mộc. Thanh lý để bỏ mộc nha. Còn mới 100%, bảo hành đầy đủ cho tất cả quý vị chúng ta là 12 tháng. Ok. Hai loa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua hàng bên đây. Đây là mẫu loa có tên gọi là NT552, mẫu loa được tích hợp cho mình với hai bass 40, là dòng loa đứng, một bass nằm trên, một bass nằm dưới, và bên trên thì nó có hai lò chép. Giá bán của dòng sản phẩm này thì nó có nhiều phân khúc, quý vị chúng ta có thể mua nó với cái phân khúc giá là chỉ từ là 5 triệu trở lên, 5 triệu này, 7 triệu rưỡi này, và cao cấp nhất là 9 triệu rưỡi. Trong video này thì Nhật Tây có hai phiên bản. Một phiên bản là phiên bản này. Đây. Hai bass 40 và tích hợp với bộ màn công suất lớn được nằm bên hông. Thằng loa màu đen này nè ha. Loa màu đen này. Hai bass này là hai bass 40 từ 170/65. Đây là hai loa chép. Đây là hai loa chép của nó. Chi tiết cấu hình thì người ta sẽ để lại nhé, bởi vì có một số cái sản phẩm thì người ta không nhớ cái cấu hình. Chi tiết cấu hình và giá bán thì người ta sẽ để lại dưới cái phần mô tả cho quý vị chúng ta nhìn thấy rõ hơn, ràng hơn, và cụ thể là giá bán luôn. Loa này thì được cái là nó công suất lớn. Ví dụ như trong nhà chúng ta có cái không gian nhỏ gọn thôi mà chúng ta muốn sở hữu một cái loa công suất lớn thì đây là sản phẩm dành cho quý vị. Đối với những thằng sản phẩm loa nằm thì nó chiếm diện tích quá đúng không ạ? Còn thằng loa đứng thì thoải mái, thằng loa đứng thì chúng ta có thể là đặt được nhiều. Còn đây vẫn là phiên bản 2 bass 40, phiên bản màu vàng. Nhưng mà thằng này thì nó có một cái khác biệt là loa là bass đèn led quý vị. Bass đèn led nháy theo nhạc rất là đẹp nha. Và bass đèn led 40 này đó, nháy theo nhạc quý vị nhé. Rồi ở trên đây thì nó có cho mình là hai loa chép ha. Hai loa chép. Chép này thì như đây sẽ để lại cấu hình cho quý vị chúng ta dễ dàng tham khảo nha. Rồi đây là cái bo mạch của nó, bo mạch công suất lớn đa năng. Đây Echo Reverb chính đầy đủ và hai tay micro tay nhôm UHF cao cấp. Đó. Loa mới 100%, chưa qua sử dụng, ngon lành. Còn đây là cái mẫu loa gọn hơn. Mẫu loa này có tên gọi là NT phiên bản 1212, NT1212 quý vị nhé. Hai bass 40, nhưng mà phiên bản của nó là bass phi thuyền. Nó sẽ một bass là ấp xuống, một bass là ngửa lên. Nó như thế này nè. Nói cho quý vị chúng ta dễ hiểu, một bass 40 thì nó sẽ ấp xuống, một bass là ngửa lên như thế này. Đó như thế này. Và hai chép thì nằm ở giữa. Đây, kèm bên trong là có cho mình là có hai tay micro. Hai tay micro không dây UHF. Đây là còn đây là bo mạch của nó được đặt nằm ở trên hông. Bên trên như thế này. Dễ dàng điều chỉnh. Bo mạch cũng có hiệu ứng đèn led nháy theo nhạc. Đẹp ha. Hát hay. Và ưu điểm của thằng này á thì so với thằng 532 là gì ạ? Là nó gọn hơn, nó gọn hơn. Nên thành thử ra là được nhiều khách hàng săn đón hơn. Đó. Đây. Thùng loa thiết kế nhỏ gọn. Rất là đẹp. Đây, học mic đằng sau. Ha, mẫu sản phẩm loa lùng bass đôi 40 này là NT1212. Đấy. Còn đây là con loa của công ty Forgen. Loa này á là một dòng loa mới 100%. Và trong quá trình mà Nhật Tây vận chuyển đến khách hàng thì nó bị cấn một cạnh. Cấn một cạnh. Cạnh rất là đơn giản thôi. Thì Nhật Tây có thiết kế lại một chút xíu như thế này. Cấn nhẹ, nhẹ nhàng. Nhưng mà thành thử ra là không có còn bán mới được nữa. Thì Nhật Tây mới thanh lý cho quý vị thôi. Được tích hợp ở bên trong á là một loa bass 40 ở đây ha. Trên này thì có tổng cho mình là trên loa cột này á, thì nó có 1, 2, 3, 4, 5 tới 5 loa ha. Tới 5 loa lận quý vị. Âm thanh rất là hay, kiểu dáng rất là sang trọng. Và quý vị mua giá này rất là rẻ luôn. Nhật Tây chỉ cần mà khi mà nó bán mới đó, cái dòng sản phẩm này đó, cái mới thì nó lên đến là gần 10 triệu. Gần 10 triệu ha. Quý vị chúng ta có thể tra với cái mã là Forgen V15AR3. Quý vị chúng ta sẽ thấy được cái giá bán mới của nó. Còn đây chỉ bị hàng mới 100% nhưng bị cấn cạnh. Tay bán rẻ lại cho quý vị ha. Nên chất lượng âm thanh con loa này thì rất là ngon rồi. Đây. Bo mạch của nó nằm bên hông nè. Đây. Quý vị chúng ta nhìn thấy được các hàng nút chỉnh của nó.
Oxygen V15AR3. Đa năng, dễ dàng sử dụng, thiết kế đẹp, độc lạ. Mua giá giống như là tặng luôn rồi nha. Ok, con này là con loa Oxygen V15AR3 nha. Tiếp tục. Một mẫu loa thanh lý, giá cực mềm nữa. Loa này thì nó có tên gọi là gì ạ? NT105. Loa này thì trước đây á, là phiên bản này là Nhật Tây bán ra ngoài thị trường với cái mức giá là tầm 8,5 triệu quý vị. Được tích hợp ở bên trong là một bát 50 nè. Trên này thì nó có cái hệ thống loa trung trép ở trên này nhé. Và khi quý vị nghe nhạc hát karaoke với dòng loa này thì nó cực kỳ hay. Tích hợp hai micro tay nhôm này. Đó. Micro không dây tay nhôm cao cấp. Hát rất là tuyệt vời luôn. Bo mạch được đặt nằm ở bên hông. Quý vị chúng ta nhìn thấy nè. Đó. Bo mạch được đặt nằm ở bên hông, và đặc biệt á là mẫu loa này. Quý vị chúng ta có thể tháo ra như thế này nhé. Đây. Và chúng ta sẽ để nó vào đây như thế này. Gọn không ạ? Rất là gọn luôn. Chúng ta rút nó ra, chúng ta cất cái này luôn. Rồi, chúng ta đậy lại, chúng ta di chuyển. Rất là đẹp, độc lạ ha. Rồi, chúng ta muốn dùng thì chúng ta gắn lên thôi. Đây. Mẫu loa này có tên gọi là NT105. Phiên bản này á thì nó có cái giá bán á là 8,5 triệu, còn giá bán mà Nhật Tây sẽ để lại cho quý vị ha. Ở đây có 3 con 105 quý vị nhé. Nhật Tây sẽ đặt cái con này là NT1051 đi ha. 105 số 1 cho quý vị chúng ta dễ dàng hiểu, liên hệ và báo rằng là cái mẫu số mấy. Rồi, còn thằng này là NT1052 ha. Nó tương tự như mẫu bên đây. Bên dưới này vẫn là loa bass 50 ha. Nhưng mà bên trên thì nó sẽ có sự thay đổi là bass 20 ha. Là bass 20. Và ở trên này á, thì nó có một cái loa trép ha. Và tích hợp cho mình với hai cây micro không dây. Phiên bản này là phiên bản giá mềm. Tương tự như thằng Fogen lúc nãy. Thằng này bị cấn cạnh. Thằng này bị cấn cạnh nên nhờ Nhật Tây có đưa ra một cái phương án là sẽ ốp cái này vào cho cái thùng nó sẽ không có thấy những cái vết này đi ha. Mới hết quý vị, chưa có dùng, chưa có sử dụng đâu, giao hàng về bị cấn cạnh nên thành thử là bán thanh lý giảm giá cho tất cả quý vị. Bo mạch được nằm bên hông ha. Đây là bo mạch được nằm bên hông của nó, giá rất là mềm luôn. Rồi, đây là sản phẩm NT105 số 2. Ok. Rồi bây giờ lô số 3. Số 3 này là thằng xịn nhất. Cấu hình này đập thì miễn bàn luôn. Đây là NT105. Phiên bản số 3. Là phiên bản cao cấp nhất. Được tích hợp bên trong là một bass 50 từ 170 con 65. Bass cái phiên bản xịn hơn so với các cái phiên bản 105 kia. Trên này là bass. Bass này thì bass 25 quý vị. Thằng này là phiên bản này là bass 25 luôn. Nó khác cái thằng kia quý vị nhé. Bass 25. Và trên này là một trép. Hai tay micro vẫn là hai tay mic xịn hơn, cao cấp hơn. Đấy. Bo mạch thì bo mạch là công suất lớn hơn này. Con này thì nó ngang ngửa cái con công suất mà giống như nãy người ta review đó. Bo mạch công suất lớn đa năng này. Và con này là công suất lớn hơn hẳn luôn ha. Công suất lớn nhất trong thời điểm hiện tại đối với các dòng bo mạch. Đây là các chiều xung quanh của nó. Hộp mic được đặt ở đằng sau. Và loa này thì có thể là đặt từ cái loa trên bỏ xuống dưới ha. Rất là gọn. Mấy con 105 thì đều có thể là bỏ từ trên xuống dưới được. Thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Tây cũng demo cho quý vị chúng ta xem những cái mẫu loa âm thanh karaoke di động công suất lớn, hàng còn mới 100%, được Nhật Tây thanh lý với mức giá rất là mềm.
Và những sản phẩm này thì có hạn quý vị nha, không phải lúc nào cũng có. Thì một năm thì người ta chỉ thanh lý đúng một lần duy nhất như vậy để tiến hành là tạo những cái điều kiện cho tất cả quý vị chúng ta được sở hữu một dàn âm thanh công suất lớn. Và những tay cam kết rằng đây là mẫu loa hay trong tầm giá, nên là quý vị chúng ta yên tâm. Và những tay xin được tạm ngừng video của mình tại đây để chuyển đến phần test nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke. Và nếu như quý vị chúng ta đang có nhu cầu quan tâm cái mẫu sản phẩm này, quý vị vui lòng liên hệ để mà những tay gửi mẫu cho quý vị. Hoặc là quý vị kéo xuống bên dưới cái phần mô tả, như tay có để lại cái đường link cho quý vị chúng ta xem cái phần 2 ha. Bởi vì phần 1 cũng rất là dài rồi, nên thành thử ra là nữa thì rất là mất thời gian, nên thành thử ra nhờ mong quý vị thông cảm, như tay sẽ chuyển đến phần 2. Hoặc là tra trên YouTube với từ khóa là phần 2 thanh lý loa kéo Nhật Tây Audio, quý vị chúng ta sẽ được xem nha. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.